Phật phải trả nghiệp khát nước đau bụng khi sắp nhập Niết Bàn. Mặt khác, Phật cũng muốn ở thế gian bao lâu cũng được. Vậy Phật có thể kiểm soát được nghiệp đúng không sư? Nếu Ngài muốn sống đến 100 tuổi thì lúc đó Ngài mới để cho các nghiệp ghi chỗ. Xin thưa là khi mà Đức Phật nói Ngài an trú trong tứ thần túc, tứ như ý túc, thì Ngài muốn sống bao lâu cũng được. Thì trong trường hợp đó, nếu như Ngài muốn không phải nữa, ý sư muốn nói có một sự kiện như thế này nè, là khi mà 3 tháng trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì có một cái cơn đột quỵ xuất hiện. Nếu quý vị chịu khó đọc kinh thì sẽ thấy xuất hiện nơi Thế Tôn, mà lẽ ra vào thời điểm đó Ngài đã chết rồi. Nhưng Đức Thế Tôn nghĩ Như Lai không thể chết khi chưa có sự căn dặn đối với đệ tử. Cho nên kể từ thời điểm đó, Ngài an trú trong tâm quả. Tức là Ngài lúc bấy giờ tâm của Ngài là tâm siêu thế, toàn bộ là tâm quả siêu thế không đó. Do đó là Ngài duy trì mạng sống của Ngài. Và đương nhiên nếu Ngài tiếp tục Ngài dùng tứ thần túc, tứ nhĩ túc á, thì nếu muốn Ngài có thể sống 100 tuổi thì những sự kiện như khát nước, đau bụng vẫn sẽ diễn ra, nhưng Ngài sẽ không vì đó mà chết. Và nhớ dùm sư là ngay cả khi Ngài không sử dụng tứ như ý túc thì sự kiện khát nước và đau bụng cũng không làm cho Ngài nhập Niết Bàn. Nhớ nha, Đức Thế Tôn Ngài nhập Niết Bàn khi Ngài muốn, chứ Ngài không nhập Niết Bàn do bệnh hoặc nhập Niết Bàn do người khác hãm hại thì chuyện đó không xảy ra.